vẻ đáng yêu của con trai Hòa Minh Di tuổi lên 5. Bé Bo, con trai 5 tuổi của ca sĩ Hòa Minh Di, được yêu mến bởi vẻ ngoài khôi ngô, tính cách hiểu chuyện. Bo tên thật Nguyễn Minh Thiên Ân, chào đời tháng 10 năm 2019. Nhóc tỳ có làn da trắng, đôi mắt sáng, gương mặt bụ bẫm. Bo được nhận xét lanh lợi, giống hệt bố. Thuộc team nghiện con, Hòa Minh Di lập cho Bo tài khoản Instagram riêng để lưu giữ kỷ niệm đẹp và chia sẻ chuyện chăm con nhỏ, thu hút 403.000 người theo dõi. Trang fanpage Con là Bo đây hút 1,8 triệu fan lao. Các video nữ ca sĩ tiết lộ về cuộc sống thường ngày của hai mẹ con đạt triệu view, lượt tương tác cao. Bo được mẹ khen rất chăm học. Lên 2 tuổi, Bo đã thuộc mặt chữ và số, biết nhận diện các loại xe trên đường, nhận diện được quốc kỳ của 19 quốc gia trên thế giới. Hòa Minh Di chưa từng ép con học bài. Nếu Bo nói thích học, cô sẽ giới thiệu cho Bo những cuốn sách hay để bé chọn, sau đó dạy con. Mỗi khi con học tốt, Hòa thường tán thưởng bằng tràng pháo tay. Được mẹ hỏi sau này lớn lên muốn làm gì, Bo đáp, làm giám đốc. Khi Bo được một số trang mạng tung hô là thần đồng, Hòa Minh Di nói con trai cô trộm vía sáng dạ, nhưng phát triển bình thường như bao em bé khác. Đừng làm vậy, con sẽ dễ gặp phải nhiều điều không hay. Mong mọi người hiểu gia đình Bo không bao giờ có suy nghĩ thích đưa con lên mây xanh như vậy đâu, nữ ca sĩ nói. Hòa Minh Di tiết lộ từ đầu tiên Bo nói được là Hoa, từ thứ hai là Bác Hồ. Từ khi con còn nhỏ, cô đã luôn dạy bé về sự tự hào khi được sinh ra tại Việt Nam. Cô luôn bảo ban con trai phải biết yêu quê hương, đất nước, kính trọng lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Bo trước đây dễ khóc, xúc động nhưng thay vì dỗ dành, ôm ấp hoặc nói con phải dừng việc khóc, Hòa để yên cho Bo khóc để bé bộc lộ cảm xúc. Cô giữ quan điểm không chiều theo đòi hỏi của con để tránh trường hợp Bo lấy nước mắt làm vũ khí. Đòi những gì bé muốn. Sau khi chia tay Thiếu Gia Minh Hải tháng 2 năm 2022, Hòa Minh Di làm mẹ đơn thân chăm sóc con trai, còn bố Bo sống và làm việc tại Australia. Dù công việc bận rộn, Hòa Minh Di cân bằng thời gian bên con. Cô cho biết bé Bo còn nhỏ nhưng hiểu chuyện, cảm thông cho mối quan hệ của bố mẹ. Gần đây, Hòa Minh Di và Minh Hải vướng nghi vấn nối lại tình xưa khi cùng con trai dự lễ khai giảng. Tuy nhiên nữ ca sĩ khẳng định cô và bạn trai cũ không thể quay lại, giữa cả hai chỉ còn trách nhiệm cùng chăm sóc bé Bo, giữ mối quan hệ tốt để khi gặp nhau, con trai cũng thấy vui vẻ. Hòa Minh Di dạy con tự lập từ nhỏ. Bo được bạn bè của mẹ khen cư xử lễ phép, ngoan ngoãn. Được mẹ nuôi dạy bằng tình yêu thương, ấm áp nên Bo sống tình cảm. Nhóc tỳ không ngại thể hiện cử chỉ, hành động thân mật với mẹ. Cậu nhóc được các nghệ sĩ, đồng nghiệp của mẹ yêu thích, cưng nựng vì vẻ ngoài đáng yêu, tính cách lý lắc. Bo được ba mẹ thường xuyên đưa đi chơi, tận hưởng tuổi thơ. Hòa Minh Di từng chia sẻ về quan điểm dạy con, tôi muốn con mình có thể không phải là người giỏi nhất nhưng sẽ là người làm được những điều có ích cho những người xung quanh, giống như mình vẫn đang cố gắng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.